Đầu tiên thì em xin giới thiệu, em là Nguyễn Tuấn Anh, thí sinh khu 051, và sau đây em xin hát thí dụ nghiệp với ca khúc Từng Cho Nhau Mọi Người Cùng Nghe. Về quán cũ cùng vui với ai, cánh hoa rơi nhẹ vương mắt ai, nay lối về sao bàn chân não nề. Rượu ngọt làm ta uống say, cà phê đắng làm ta thấm cay, giấc chiêm bao chợt mơ thấy nhau vỡ mộng. Rồi riêng mình ta đớn đau, từng cho nhau bao nhiêu hy vọng, cho nhau từng lời hứa, phút cuối giữ lại được không? Gặp lại nhau chi hôm nay để anh phải nhớ phải buồn. Nếu cho anh lựa chọn một lần nữa, nếu cho ta quay lại phút giây ban đầu, anh nguyện thầm mong sẽ chẳng gặp em. Tình cờ gặp lại người xưa, cà phê quán cũ cùng vui với ai, cánh hoa rơi nhẹ vương mắt ai, nay lối về sao bàn chân não nề. Rượu ngọt làm ta uống say, cà phê đắng làm ta thơm cay, rất chiêm bao chợt mơ thấy nhau vỡ mộng, rồi riêng mình ta đớn đau. Từng cho nhau bao nhiêu hy vọng, cho nhau từng lời hứa, phút cuối giữ lại được không? Gặp lại nhau chi hôm nay để anh phải nhớ phải buồn. Nếu cho anh lựa chọn một lần nữa, nếu cho ta quay như phút giây ban đầu, anh nguyện thầm mong sẽ chẳng gặp em. Từng cho nhau bao nhiêu hy vọng, cho nhau từng lời hứa, phút cuối giữ lại được không? Gặp lại nhau chi hôm nếu cho anh lựa chọn một lần nữa, nếu cho ta quay lại phút giây đầu, anh nguyện thầm mong sẽ chẳng gặp em. Anh nguyện thầm mong sẽ chẳng gặp em. Bọn em có một cái giọng hát mà khỏe, trong và nói chung là đẹp. Và cái bài hát này rất là tốt. Tuy
có một số chỗ mà nhưng mà cái câu mà em nguyện gì đó tôi thấy có vẻ nó giống như bị nó hơi nó cắt nó làm cho cái bài nó đang trôi từ em từ dưới rồi nó bị cắt nên nó có một số nó tí gì thôi chứ còn cái bài này em đẹp thì rất là tốt và cái giọng của em có vẻ nó hợp với cái giọng nhạc dạng trữ tình cả mạng cái kiểu đó nha. Rồi các bạn. Yeah.